Khác biệt lớn nhất của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á và đội tuyển U22 Việt Nam tham dự giải Đông Nam Á là sự hiệu quả trong những tình huống tấn công biên. Nếu như ở giải đấu tại Campuchia, đội bóng của chúng ta thường tạt bóng sớm khi chưa có đủ quân số để gây áp lực cho hậu vệ đối phương, thì dưới thời huấn luyện viên Park, những đường tạt bóng bổng vào trong thường chỉ được thực hiện khi có đông các cầu thủ trong vòng cấm. Chúng ta đã thành công trong một tình huống kiểu như vậy. Thứ hai là cách triển khai tấn công. Ở giải U22 Đông Nam Á, chúng ta từng nhiều lần thấy các cầu thủ sử dụng kỹ thuật cá nhân để qua người. Nhưng dưới thời ông Park, những đường chuyền ngắn được sử dụng thường xuyên. Điều đó cộng thêm với sự di chuyển liên tục khiến những đường lên bóng của đội tuyển U23 Việt Nam hiện tại trở nên rất mạch lạc. Trong những tình huống mà đối phương có đông cầu thủ ở phần sân nhà, đội tuyển U23 Việt Nam của ông Park sẵn sàng dâng cao để giúp các đồng đội có thêm nhiều lựa chọn. Nhưng ở đội tuyển U22 Việt Nam, trong những tình huống phản công của mình, có rất ít những cầu thủ tham gia. Điều đó khiến cho những đường lên bóng này thường thiếu tốc độ hoặc rơi vào bế tắc. Chiến thắng 6-0 trước đội tuyển U23 Brunei ngày hôm qua có thể chưa đủ để nói lên nhiều điều, nhưng những bàn thắng mà chúng ta có được bằng nhiều cách khác nhau đã cho thấy đội tuyển U23 Việt Nam đang có nhiều phương án để tiếp cận với cầu môn của đối phương, điều đặc biệt cần trong hai trận đấu quan trọng sắp tới.